À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến, nói chung là cũng khá là vẫn theo một cái chính sách nhất quán của mình ở cái chiến dịch đó, là chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ, để mình có thể nói là từng bước loại bỏ đối thủ. Và ở đây thì mình cũng đã làm được khá nhiều việc rồi đấy, nên là có em cây xa chân dài chạy đến đây rồi. Thử tiếng nói cho anh xem nào, ăn được không? Sáu mấy phần trăm thì hơi thấp thật, ra thử xem phát thế nào. Em cây xa này vẫn đang cấp thấp nhất. Hả? Ôi rồi ôi, hai thanh niên đẹp trai mà để những con đàn bà sắp chết. À, gì đấy, gì đấy? Ôi giời ơi. Thôi. Chết vì gái là một cái chết rất êm ái. Thôi trước khi chết cũng được mát mắt, mát mày mát mặt như thế nào cũng được rồi. Rồi, chúng ta đã khử được thằng tướng của nó rồi. Trong này nó còn một thằng tướng nữa thì mình không biết có ám sát được không, cứ thử xem nào. Cho thằng ninja nó ám sát thôi. 6-7% có lẽ là hơi thấp. Thất bại à? Thằng nữa. Nó đứng trong thành này, cái cơ hội thành công của chúng ta bị giảm xuống các bạn ạ. Vâng. Rồi, vẫn thành công bình thường. Thằng này cấp 4 có khác. Nếu nó chết rồi thì mình kích động chắc dễ hơn. Rồi. Bây giờ thì nó đi mà dẹp loạn. Ở đây thì tự dưng lại chú ý là, nó còn cái thằng tàn quân này thì để mình xử lý đó đã. Mày tàn quân Taliban à? Có thể mình sẽ chiếm cái thành ở đây. Không đủ lượt đi. À, ở đây nó có cái thằng ninja. Cho ninja, ôi ninja của mình cấp 2, liệu ăn được ninja nó không nhỉ? Thử biết được chứ. Quả à? Vãi cả ninja cấp 2. Ninja cấp 2 là giết người như gió. Lên một cấp nữa. Cho thằng này khử nó cho anh. Rồi. Tàn quân này. Rồi. Quân đoàn này thì chắc là cho lên vào đây. Tầng sau chắc là đánh được. Rồi, đánh chiếm nốt cái khu này. Thằng này đánh nốt mấy cái tỉnh này. Rồi tiến theo hướng đó. Thằng này sẽ tiến theo hướng này. Thằng này chắc lắm, cho thằng này sang đây. Xem tỉnh này mạnh không ạ. Ui, trận dễ này thì mình sẽ auto cho nó nhanh các bạn ạ. Trận nào nó khó khó một xíu thì mình sẽ những cái nhà này mình không dùng. Nhà lính thì mình không dùng, mình chỉ cần nhà Linza, nhà Mesuke thôi. Vùng này ổn rồi thì có lẽ là mình đưa mấy thằng này vùng này chỉ ăn hơi thấp. Vẫn trừ này. Đưa thêm một thằng quân là nữa sang. Không tới. Thằng này tới không? Liên gia thì tới, nhưng mà liên gia thì có giải quyết được gì? Natsuke không tới, nhưng mà tỉnh này lần sau thì chắc là ổn hơn.
Trong này à. Ồ, đây có cha đạo này. Không có gì phải lo lắng cả. Chắc mình cho cái quân đoàn hạm đội này nó về đây để nó phòng thủ ở khu vực giữa này á. Hạm đội này thì đang bị thương à, đang hồi à. À, nó còn cái thuyền đây. Ủa, thuyền này thì coi xong. Chả có gì phải nghĩ. Phía trên này thì sao nhỉ? Tiến lên đây xem nào. Hết đợt đi rồi. Rồi, đợt này chắc không có việc gì nữa, chắc mình qua lượt thôi nhỉ. À đây, có cha đạo đây. Êm ngay có gì đâu. Rồi, chị An ổn ngay, có cha đạo và phát lại ổn ngay. Rồi, qua lượt. Mình xem nào. Ồ, một thằng thuyền chạy đến đây. Ơ, à, thuyền chở quân kìa. Truyền giáo thăng hạng. Truyền giáo thăng hạng này. Thăng hạng thì cho nó vào đây. Bây giờ truyền giáo cấp 1. Khả năng chuyển đổi tôn giáo này cho nó nhanh này. Rồi. Chưa vội nâng cấp. Xây nhà liên gia. Xây cái nhà thờ đây đã. Rồi. Không cần xây nhiều. Xây tạm thế để nó ổn định đã. Tỉnh này xem nào. Chị An cộng 12. Quá tuyệt vời. Chúng ta có thể rút quân đi rồi. Chiếm tiếp tỉnh này. Tỉnh này quân nó mất gần hết rồi đúng không? Thanh sức mạnh của ta cao này. Auto. Trận nào mà nó khó ngủ đấy. Vãi cái tỉnh này nó lưng cái nhà Mesuke cao thế. Vãi trưởng. Hết cả thực của mình. Ở một lương thực có. À, phải lân cái đây lên để có lương thực. Êm luôn. Cho mỗi hàng thầy tu ở đây phát êm luôn. Rồi. Mình có thấy mấy cái hạm đội của nó đâu nhỉ? Vừa thấy nó chạy đâu đó chỗ này. À đây rồi. Mày hả bưởi. Mày chạy đâu? À, nguyên cả một quân đoàn ở đây à. Mày chìm xuống sông nhá. Úi dồi ôi. Chìm xuống sông nhá. Sông. Nguyên cả một quân đoàn chìm sông biển thôi. Đáng đời. Mày làm sao chạy ra vùng biển nước sâu đây cho nó chết, cho nó đứng ở biển nước sâu này cho nó bị thương thần. Cái hạng này bị thương này cho phải sửa đã. Đi bên trên này xem nào. Đội này sửa xong rồi đi đây, lại cho thuyền chở quân đi để anh à. Hổ báo nha. À. Mày nguyên cả một hạm đội chìm xuống biển. Rồi khỏi cần cái thuyền này. Mình phải vây nốt cái cảng của nó lại đó. Không cho nó để quân ra để nó di chuyển này nữa. Đây này. Nó ở đây. Khá xa. Đây. Phong tỏa cả của nó lại. Muốn thế thì chúng ta phải tiếp tục mua thuyền Tây. À, cách chơi của mình thì mình không thiên nhiều vào lục quân quá nhiều đâu. Bởi vì Nhật là một quốc đảo. Mà quốc đảo thì các bạn cần phải có hải quân. Đó là điều chắc chắn. Mình chỉ cần lực lượng lục quân ở mức độ vừa phải. Ủa, trận này thì tỷ lệ thắng của chúng ta không được cao lắm. Thành của nó là thành cấp cao mà lại rất nhiều cung thủ. Chuyện này đánh tay thôi, đánh auto là có thể mình thua. Hoặc có thắng thì có thể bị mất một đơn vị quân nào đấy hoặc là bị thương vong nặng.
Thời tiết đẹp. À, nói chung thì với mình cũng sẽ nói với các bạn rồi, mình chơi thì các bạn xem nhiều video của mình rồi thì các bạn đều thấy có đặc điểm chung là mình không phải là người thích phiêu lưu đúng không? Mình không chọn cái giải pháp là phiêu lưu quân sự để giành chiến thắng. Mình cũng không thể hiện những trận đánh có thể nói là theo cái kiểu người ta gọi là thể hiện rằng mình là người rất giỏi về tác chiến. Về thực ra cái đấy là cái điểm yếu của mình. Mình có tuổi rồi nên là tay chân của mình nó đâu có được nhanh như các bạn trẻ đâu. Có thể là cái khả năng tư duy mà thì nó vẫn tốt đấy, bởi vì là cái đấy nó cũng chả ảnh hưởng gì lắm đến vấn đề tuổi tác cả. Tay chân của mình nó không được nhanh lắm nên là mình không đánh được theo cái kiểu của các bạn. Nhưng mà các bạn nhiều bạn xem video của mình xong các bạn bảo rằng là em xem video của anh xong em chơi còn hay hơn anh. Ôi cái điều đấy thì phải nói mình phải khẳng định là điều đấy là chắc chắn. Tại sao? Bởi vì nó, các bạn thứ nhất các bạn có rất nhiều lợi thế hơn mình. Thứ nhất tay các bạn nhanh hơn mình, mắt tinh hơn mình. Nói chung là về các cái cơ bản các bạn đều hơn mình. Thì không có lý do gì các bạn lại không hơn mình. Cái mình chia sẻ với các bạn ở đây đó là cái gọi là rồi bắt đầu trận đánh đó, cái gọi là cái kỹ chiến thuật mà mình sử dụng khi tác chiến thôi. Ở đây nó không bày bố cung tên này. Bọn này liều nhỉ, không cho cung tên anh cho Linh lên đây áp sát, không có cung tên mình cho Linh lên đây. Chúng ta sẽ cho đội cung thủ đến đây phá phản lực đứng đây xem. Bọn này liều nhé. Cái quan điểm đánh của mình là gì? Đánh chắc thắng chắc. Chắc thắng thì mới đánh. Không chắc thắng không đánh. Và chuyển sang chế độ ẩn nấp. Nó sẽ không nhìn thấy ninja chúng ta. Mình sẽ bắt đầu phải cung thủ nó đâu nhỉ? Chưa thấy cung thủ nó di chuyển ra hướng này. Đây. Đội đầu tiên. Our hidden units have been discovered, my lord. Phát tự động bắn đi, không là nguy hiểm. Đây rồi, đội cung thủ đầu tiên của nó tràn xuống. Bắn cho anh. Chỗ này lại có rất nhiều người chết. Bắn bọn cung thủ cho anh. Bọn còn lại để sau. Đội đi dạo thế, ném chết đội cung này cho anh. Xử lý bọn cung nó cho anh. Xuống. Nhấp nháy rồi. Đi cho một tốt nhạc. Rồi, đi ra rồi, đứng ở đây. Nó đang dàn quân đấy, thì lén lựu đạn chết cho nó cho anh. Rồi, tiến vào đây. Nó có điều cung tên đi nữa không? Cái thằng Maslock đứng đây. Đây có đội cung tên này. Mình nghĩ là mình phải bắn. Phản lực của chúng ta thì chỉ được một cung tên nó thôi. Bởi vì là cung tên thì chúng ta đấu cung thì sẽ hao cung của chúng ta lắm, nên chúng ta dùng phá phản lực để giải quyết trước. Còn ở tầng dưới này để nha, lính cận chiến của nó thì cứ để cung tên chúng ta giải quyết. Mình thấy bắn kiểu này chết chết cái bọn đằng sau này quá khổ luôn. Dưới này cung thủ mình bắn nè.
ra có lén được đạn được tí nào. Nó không ăn được. Đấy, chúng ra nó bắt đầu lén được đạn. Bọn này đứng sát tường nó ăn được đạn chúng ra. Nguyên à? Chết luôn cả mấy thằng đứng đằng sau. Bắn bọn này cho anh xem nào. À, cung tên này nó bắn được cái gì đấy? Ẩn đáp đê. Cháy cái nhà này bây giờ đây. Bọn này cứ đứng đây cháy nhà lổ bây giờ. Sigaru nó đông thế nhở? Được cũng tên ghê nhở? À, cung của nó bắt đầu bắn mình rồi. Bắn hẳn luôn thằng này xem nào. Nó rất nhiều cung tên ở các hướng này. Nó không thấy nó di chuyển nhỉ. Tầm bắn thì tới nhưng mà nó đang bắn ninja mà nhỉ. Chắc phải đấu cung thật, không kiểu này nó bắn ninja mình rát quá. Lại phải đấu cung rồi. Đấu cung thế nào? Hai lớp tường thành sao mà mấy thằng Maslock bắn vào đây cho anh. Chỗ này cung thủ bắn được rồi thì cứ để cung thủ bắn, mình đang đấu cung với chúng nó mà. Bắn đây, cứ hạ đội cung thủ nó cho anh. Nó cũng bắn nhưng mà có vẻ như nó bị khuất tầm nhìn, hơi khó bắn. Nó khó bắn hơn mình. Trời ơi. Ai chà,
ăn được, chỗ này ăn được. Rồi, chắc một loạt cung nữa là đội cung này của nó dẹo hết. Một loạt tên nữa thôi. Chạy rồi. Bắn vào đây. Sắp bỏ chạy rồi. Nó vẫn đông phết đấy. Úi giời. Nào, cung vàng cơ mà, bắn làm sao mà phải sợ. Bắn góc này có vẻ không ổn, ra đây bắn này. Thành là nó cháy tan tác hết rồi. Ra hẳn đây bắn này. Đứng đây luôn cho nó rực rỡ. Đá cung tên. Mất tinh thần. Cung tên của chúng ta còn vẫn còn khá khá tên. Từ từ đánh giá sẽ được tiến vào nhưng chưa phải lúc này. Snoopy-no. Cái thằng Linh ra tiến ra đây đấy. Đến Speed. Chuẩn bị tiến vào đây. Cụ Linh nữa. Đội cung thủ mình nghĩ là cho đứng ở đây là đẹp, có thể bắn bao quát ở hầu hết lãnh thổ của nó. Đứng trên thành của nó à? Úi dồi. Our hidden units have been discovered, my lord. Nếu không bị đạn thì chắc cũng hoảng rồi. Chưa. Ai dù ơi, bọn chúng tên nó bắn nữa. My lord, a glorious victory will soon be yours. Chạy ra. Chạy ra. Phủ nó chạy ra đây à? Ủa, cái thay của nó lát bét rồi. Vãi mấy thằng đi ra này.
Nó lén dữ đoạn. Quân địch bỏ chạy rồi còn không yên. One of our units has used all its ammunition, my lord. Chạy sang cầu à? Sao đến đây thì lại bị mấy thằng ngựa, mấy thằng Murata Samurai đứng đây chặn lại. Đâu cho hết nắng bây giờ hả cô? Mấy thằng đi ra này ném bom nó biết kinh khôi. Quân trong thành nó còn đâu nữa nhỉ? Mất tinh thần hết rồi mà. Tinh thần rồi mà nó vẫn phủ được à? Phá tháp canh rồi đó. Wow. Ném chết cả lẫn nhau rồi. Cho tôi vào. Phá tháp canh cho anh đã. Ồ, thành của nó. Nó mới tin cẩn trọng à? Bắn cho sắp hẳn đấy. Xông vào thành của nó xem nào. Ra rồi. Chào, ra đây. Chào tiếp. Ôi mình ra nó trèo tưởng nhanh lắm. Rồi. Trèo tiếp lên tường này nữa. Ôi, nó nhảy như đúng rồi. Úi dồi ôi. Lên tiếp. Ủa, nó ninja nó sẽ tràn lên đây à? Ơ kìa, mấy thằng ninja này chuyển sang cận chiến rồi. Ôi, wow. Bạn thấy bọn ninja nó nhanh không? Nó trèo qua hai lớp tường thành trong khi bọn kia, bọn bộ binh của mình kia còn chạy cả chết tới. Mày chết. Tung thủ thôi, không bắn nữa.
cúp rồi. Mấy thằng khỉ đây không vào đi, còn ở ngoài này làm gì? Còn việc leo thành thì cứ để đi ra. Rồi ta đã trèo tận vào lơi để nó khử bọn này. Thấy chưa? Tầng thứ 3 Linza nó đã vào rồi. Đó là lý do tại sao mình hay sử dụng khá nhiều các đơn vị Linza. Rồi các bạn thấy không? Từ thành 3 cấp như này là rất khó để công. Nếu chúng ta không có Linza, chúng ta sẽ tốn khá nhiều quân để tiến vào các cổng. Rồi chúng ta mất có 85 chiến sĩ thôi các bạn thấy không, một thương vong rất là nhỏ. Rồi hết tiền để sửa nhà luôn, thành cấp 4 rồi. Rõ không sao, qua lượt đã, hết sẻng rồi, chiếm được nhưng mà hết tiền sửa rồi. Chạy về nhà, chạy thì không mới là vấn đề. À, con mình cứ chạy phát đã, nó không chở quân kìa. Dụ nó ra đây, dụ nó ra đây. Hỗn loạn danh cao đây à, cho cha đạo và phát là êm ngay. Ấy cha đạo đứng vào phát. Bỏ mấy công trình này đi, xây cái nhà liên gia lên này. Vùng này chị An lại tụt. Vùng này theo thiên chúa rồi. Ồ, ba thằng rồi mà chị An vẫn tụt rồi. Căng nhỉ. Tỉnh này chị An cộng 4, có nghĩa là rút được 4 đơn vị quân đi à. Rút 2 thằng này là cũng được. Em rồi. Tỉnh này cũng không, chưa rút được thằng nào. Tỉnh này chắc chưa rút được. À chà, tỉnh này chắc phải xây mấy công trình này lên xong thì mới êm được. Đó. Rồi. Tiến được đến đấy rồi cơ mà. Tiếp tục. Chúng ta hết tiền để sửa rồi, thế nào? Chắc là không đánh được thêm nữa rồi. Vấn đề của mình bây giờ không phải là không có nhiều tiền lắm nhỉ. Mesuke à? Mesuke à? Xem Mesuke. Mình chỉ thích em Kaisa này, em giải quyết vấn đề. Ôi giời. Ôi đơn giản thế thôi á. Ô. Ôi. Em chân dài miên man này. Rồi, mày. Mày còn quân để là trụ được không? Rồi. Quân đoàn này chắc là êm rồi. Hết mất tiền. Khi tôi sinh ra mà được ngay tiếng con nhà nghèo.
bao nhiêu năm con người cháy lớn lên vẫn nghèo. Mày để dám đưa quân ra đây nhỉ? Anh sẽ tiến từ bước anh tiến đến hòn đảo của mày. Đảm bảo rằng mày không thể để quân được thêm nữa. Gần tiến đến hòn đảo đó rồi. Tiến lên. Tiến quân từ từ, mình tiến nhanh quá cũng không làm gì đâu mà. Với tình hình lực lượng của mình bây giờ như này thì 33 tỉnh rồi. Khá nhanh nhỉ. Được qua lượt đấy. Có tiền với nhau tiếp. À, lại vòng ra sau mình. Nó lại vòng ra sau mình. Tăng trưởng mỗi tỉnh. Thu lợi nhuận đã. Ủa. Mình vừa thấy nó vòng ra mình này. Chỗ này đúng không? Lại vác thêm trở quân đi. Mày trở quân này. Cho nó nằm xuồng luôn em. Nó dám chở quân đi này. Đây còn một hàm nữa mà. Nó đâu nhỉ? Không thấy nó đâu rồi. Để tạm chiếc này xuống. Ôi giời ơi. Nó không chạy đâu. Đây có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi rồi. Đợt sau mình lại có thêm một chiếc thuyền Tây nữa. Đủ khả năng phòng thủ. Hạm này thì ra đây. Hạm này thì ra đây. Đứng đây. Phòng thủ hết các tuyến đường biển này lại. Thằng này thì đứng đây. Không cho nó đi vào khu vực biển chết đấy của mấy biển mới cấm của mình. Thằng này thì tiến lên trên này tiếp. Phong tỏa toàn bộ đường biển lại. Không cho nó tiến quân. Và chúng ta có tiền rồi, lại đi tiếp tục chiếm thành thôi. Rồi, trận này easy quá, nó có toàn là nông dân thôi. Bạn thấy không? Cái thành nó thành cấp thấp, mình có thể đánh được dễ. Nhưng mà thành nào mà nó cấp cao thì mình không đánh được không? Thành này quân của nó mất một nửa rồi. Tu dễ dàng. Tính lại lên cấp nữa chứ. Ôi thành này sửa mạnh lặng thế. Chùa thì anh phải đập rồi. Chùa thì phải đập để xây nhà thờ. Chỉ huy khi tấn công trên đất liền. Giáp lá cà cho tất cả kỵ binh. Thôi chỉ huy đi. Cho phép đứng giao chiến. Thôi không cần đâu. Tăng cái này để nó tăng trung thành này. Mắc luôn. Xem nào. Trung thành của các tướng khá cao quả nhỉ. Toàn là 5 sao này, 6 sao này, 5 sao. Con này 4 sao. Nhưng chưa có chức vụ gì. Cho nó chỉ như cái này. Thêm 1 sao ngay. Rồi, với mức độ trung thành như này thì ổn rồi. Rồi, chiếm nốt tỉnh này nữa, tỉnh này đơn giản quá. Một thành, một làng. Cái tỉnh này cộng 1 à, chắc phải lâng cái nhà thờ lên thì nó êm được. Thôi.
Từ này cộng 2, từ này cộng 6. Cho sao đây? Ôi dồi ôi, cộng 6 mà nó êm được à? Kinh nhỉ? Thằng thầy tu nó đứng trong đấy phát nó êm ngay được. Cộng 6 mà êm được. Cộng 2. Mọi việc cũng ổn rồi. Cứ thế thôi. Chắc là tỉnh này à? Cộng 3. Vào tỉnh này theo Thiên Chúa Giáo rồi. Tỉnh này vẫn theo đạo Phật. Không miễn thuế lượt sau nổi loạn. Chín nghìn, thoải mái đi. Thằng này làm sao mà chạy vào bờ được. Không chạy tới. Làm mấy chiếc thuyền này của mình cũng bị chết nhỉ? Wow, thuyền của mình thế nào thế? À đây, hai chiếc này. Rồi xong. Hủy luôn. Kinh, đưa quân đi chiếm mình, đánh mình. Ô, hổ báo, hổ báo, hổ báo. Một trận đánh tự sát à, hay là một trận đánh vì danh dự? Dù là vì cái gì thì cũng đây là một trò, một trận chiến ngu ngốc của nó. Chẳng mấy khi được thủ thành kìa. Ôi, trận này thì cứ đứng ở trên cái tháp to này mà thủ. Không cần biết nó tiến vào từ hướng nào, mình cứ cho mấy thằng mấy thằng Maslow để đứng gác các cái tháp canh. Rồi bây giờ đến đội cung thủ. Nó trèo được tường vào thì chắc nó cũng gần dẹo. Cái tường này cao này chắc khả năng nó trèo thì nó cũng hơi khó nhỉ. Mấy tội thời tiết xấu quá. Là
侍の弓矢隊でございます。直ちに飛び槍を撃て。弓侍にございます。サムライ。 Chả biết nó có chạy lên đến thành của mình không nhỉ? Hay là đến dưới chân thành đã chết rồi? Vấn đề chỉ là xem cho nó leo vào hướng nào thôi. Mà nghĩ cho cùng nó leo vào hướng nào thì nó chẳng chết. Thoát được đâu mà. À, tấn công ở hướng này tất. Đây, hướng trước mặt của chúng ta. Nó đi làm gì? Trèo tường vào à? Samurai no yumi tai desu. Our hidden units have been discovered, my lord. Ôi giời ơi. Thôi, mình sẽ xem phim. Đây này. Ôi, bắn với thằng đi ra, thấm chết nhỉ. Bắn với anh đi ra, thấm chết này. Chán ghê nhỉ, đúng cung phủ mình rồi. Ra đi bắn cung nó đi. Không thể trèo tường được. Giá của nó đang trèo vào. Sao mấy thằng này đứng ở đây mày ăn chết quên nhỉ? Our general is in grave danger, my lord. À, bị nó bắn. Úi dồi,
bọn này nó không leo nổi, leo đâu được Linzan, ném bị đạn chết đấy rồi. Đây có mấy thằng Kanta Samurai của nó này. Chào lên đâu chết đấy. Cái ngoan rộng của gì. Thôi cứ để mặc kệ cho chúng nó đánh. Úi dù bọn này bị điên ra là ném bị đạn chết tan xác ở dưới này. Vẫn leo lên này. Anh Dũng leo lên này. Ôi. Our men are running from the battlefield. Shame for this play. Mấy ông pháo lấy ném lựu đạn ông ném chết hết cả. À súng phóng lựu bắn chết ném chết hết cả đi giảm mình. Ninja hoàn thành nhiệm vụ. My lord, their general has fallen. A cutting blow. Sure. Ai da. Niigata Samurai. Niigata Samurai. Glorious victory will soon be yours. Xong chưa? Đáng ra tấn công mình. Chắc nó muốn bảo vệ Kyoto mà. Đâu? Ở đây à? Cố gắng trèo vào đánh nhau không thủ mình à? Chúng nó chạy vòng quanh đây để làm gì nhỉ? Còn quân nữa không? Ủa. My lord, their general has fallen. A cutting blow. Nó chưa xong à? Còn gì nữa nhỉ? Chiếm lại cái điểm này à? À nó trèo vào đây gì? Nó cần tôi phải chiếm nhỉ? Vô lý cần gì phải chiếm đâu? Nó làm gì còn quân đâu nữa mà sao vẫn chưa xong nhỉ? Chả thấy quân nó đâu. Hết rồi mà. We have captured their tower, my lord. Đâu nhỉ? Đây à? À.
ngựa nó trèo lên tường luôn. Còn mấy cái thằng quân bỏ chạy xong rồi lại hết chưa? Vãi cả mấy ông phá phản lực. Thủ thành này có mass lock thì sướng nhỉ. Kể có mấy anh Maslow anh thủ thành tốt. Xong. Mọi việc có vẻ ổn rồi. Chúng ta lại có tiền để có thể sửa chữa nhà cửa và đồng thời cũng có thể xây nhà thờ. Thôi, chơi mấy điểm. Trừ 2 à? Miễn thuế là cộng 2 à? Ừ, miễn cho nó phát thuế. Trả được bao nhiêu tiền? Ái mà. Không đủ lượt để sang đánh cái thành này. Hoặc rồi. Để các cánh quân khác làm việc. Cái đội này lúc nãy mà được thủ thành thì ngon. Có Maslock này. Đội này lúc nãy phải đi công. Đội này đội tấn công. Vẫn trừ 2 à? Chắc phải xây cái nhà thờ này thật. Đúng là phải xây cái nhà thờ lên, nhớ im vào. 35 tỉnh. Đơn giản thôi. Bây giờ thì mua chuộc chúng nó làm gì? Mất công. Hai. Daimyo tono. Tono, tsugi wa nani o? この忍べでござりまする。参ります。いかにいたしましょう。御随意のままに休んでいのりを捧げましょう。私はどういたしましょう。では、すぐに。チャンネルのリザーに強く。点チャン、バーウェイ、あ、台頭。精神の統一をさせて。今度はね、すぐにやるんない。 3 đội pháo, 2 đội Maslow. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau của mình. Để mình cho thuyền nó vào đây để nó sửa lại đã. Cái thuyền này thì bỏ đi, đỡ tốn kém. Cái thuyền này nữa. Mình chiếm được cái cảng rồi mà. Ở đây có cái cảng gần hơn này. Hết tiền để sửa chữa. Thế thì một số công trình chưa thể nâng cấp được. Chờ xíu.
sửa ngay mấy cái thuyền đã hỏng chết. Để đưa quân vào đánh nhau. Mình đã cho tiếp một cái chiến thuyền nó lên theo hướng này đúng không? Đây rồi. Luôn luôn có lực lượng dự bị. Mình sẽ cho hải quân của mình tiến sâu lên góc vùng đất của nó để xem là chúng nó bố trí lực lượng như thế nào. Không có. Chúng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ từ xa. Đây nữa. Rồi. Đó. Vâng.